Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Praise the name of Jesus. Ngợi khen danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We want to thank the Lord for all the testimonies. Chúng tôi muốn cảm tạ Chúa vì tất cả những lời chứng. And the way the Lord has moved in each of the sessions. Và cái cách mà Chúa vận hành trong từng phần của chúng ta. The Lord has done more than what we thought. Chúa đã làm vượt quá điều chúng con suy nghĩ. Amen. 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 He loves us very much. Ngài yêu chúng ta thật là nhiều. So that you will now continue to desire the supernatural. Rồi chúng ta hãy tiếp tục khát khao những điều siêu nhiên. Do not be afraid of God. Đừng sợ Chúa. You have the fear of the Lord in your heart. Nhưng mà hãy kính sợ Chúa trong lòng của mình. Ask the Lord to come and speak to you. Hãy cầu xin Chúa đến và phán với chúng ta. And perhaps for those who are watching online. Và có lẽ những người đang xem online. Some are always upset, they are suspicious of the prophetic anointing. À, có một nhiều người khát khao mình cũng được cái sự sức dầu tiên tri này. They always against the prophets. Hay là có những người họ luôn luôn là gì chống lại tiên tri, buồn lòng những tiên tri. There are good prophets and there are also false prophets. Đương nhiên là có những tiên tri tốt và có những tiên tri sai lầm. The good prophets will always bring the presence of God to you. Những người tiên tri tốt luôn luôn mang cái sự hiện diện của Chúa đến cho chúng ta. The false prophets, they will take money from you and go out. Còn những tiên tri giả thì luôn luôn là gì ạ? Lấy tiền của mình rồi đi. Amen. Amen. And so when your heart is pure, và ra khi mà lòng của chúng ta trong sạch, God will bring the right people towards you. Chúa sẽ mang những con người đúng đắn đến với chúng ta. Let's humble our hearts even now in the last session. Và chúng ta hãy chuẩn bị lòng của mình ở trong phần cuối cùng này. That God's glory and presence will continue to come and fill this place. Là cái sự vinh hiển của Chúa và sự hiện diện của Chúa đầy dẫy nơi chốn này. Also, I want to share another small testimony. Tôi cũng muốn chia sẻ một lời chứng nhỏ thôi. I want to thank the Lord for Pastor John and also Pastor Tham. Tôi cảm ơn Chúa vì mục sư Phong và mục sư Thành. You see, in our team, the guys who came from overseas. Chúng ta thấy là trong cái đội của tôi những người đến từ nước ngoài. All of them are senior in the ministry. Tất cả những người này đều là lâu năm ở trong chức vụ. They can prophesy very well. Họ có thể nói tiên tri rất giỏi. But we come here with a servant heart. Nhưng mà họ đến đây với tấm lòng phục vụ tôi tớ. We will do anything that we need to do in a conference. Chúng tôi làm những gì chúng tôi cần phải làm trong đại hội. Some of them are carrying the bag, some of them are taking video camera, but they can preach and they can prophesy very well. Chúng ta thấy những người này không phục vụ mang cặp cho tôi tới của Chúa rồi mang sách rồi làm này được kia, nhưng mà tất cả những này đều là giảng rất là giỏi và nói tiên tri cũng giỏi nữa. One of the things that we must learn in ministry. Một trong những điều mà chúng ta cần phải học trong chức vụ của mình is maintain the heart of a servant. Đó là duy trì tấm lòng của một người tôi tớ. Sometimes when the anointing increases, we forget to be a servant. Và đôi khi cái sự sức giàu càng gia tăng, chúng ta quên mất mình là người tôi tớ. Amen. Amen. We must remember this is a grace that God has given to us. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng đây là ân điển mà Chúa ban cho chúng ta. That we learn to serve one another for the glory of God. Chúng ta phải học để phục vụ lẫn nhau vì vinh hiển của Chúa. You can be sitting there, your anointing is stronger. Chúng ta có thể ngồi dưới đó nhưng mà cái sự sức giàu của chúng ta mạnh hơn. And pray that God will use you in the same way. Và chúng tôi cầu nguyện để Chúa cũng sẽ sử dụng quý vị giống như vậy. The anointing that is coming from here comes into you as well. Cái sự sức giàu ở đây sẽ cũng tuôn đổ cho chúng ta cũng như vậy. Amen. Amen. What is going to happen later? Cái điều gì sẽ xảy ra sau này? There's going to be the anointing upon everybody. Đó là sự sức giàu đến trên mỗi một người. But we are not going to touch you. Nhưng mà chúng tôi sẽ không đụng quý vị. The Lord will place His hand on you. Nhưng mà Chúa sẽ đặt tay trên quý vị. Amen. 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 Your anointing comes from the Lord. Sự sức giàu đến từ nơi Chúa. So prepare your heart. Thật ra hãy chuẩn bị lòng của mình. That this is the day that the Lord has made. Đây là ngày mà Chúa đã dựng nên. Let us pray. Chúng ta hãy cầu nguyện. Father, I pray for the presence of the Holy Spirit to continue to flow. Cha, con cầu nguyện để sự hiện diện của Thánh Linh tiếp tục tuôn chảy. Anoint our hearts. Sức dầu cho lòng của chúng con. We bind every works of the enemy. Chúng con trói buộc tất cả những công việc của ma quỷ. Every demonic power of division. Tất cả những quyền lực của bóng tối đem với sự phân rẽ. Every demonic powers of the flesh. Tất cả những quyền lực của bóng tối của xác thịt.
Today we humble our hearts before the mighty presence of Jesus. Ngày hôm nay chúng con hạ lòng mình xuống trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. Speak to us, Lord. Chúa ơi, hãy phán với chúng con. Let your word be lifted up. Nguyện lời của Chúa được tôn cao. Glorify the name of Jesus. Ôi, danh của Chúa Giêsu được tôn cao. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Let's turn to the book of Jeremiah chapter 13. Chúng ta cùng mở ra Jeremy đoạn 13. Just 2 weeks ago, the Lord spoke to me about from this passage. Chỉ 2 tuần trước, Chúa nói với tôi qua đoạn Kinh Thánh này. He was speaking to me about what the Lord, what he wants to do in his church. Chúa nói với tôi những gì Ngài muốn làm ở trong hội thánh này. You'll find in verse 12. Chúng ta nhìn vào câu 12. Ngươi khá bảo chúng nó lời này. Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, có phán rằng, hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng, chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao? Hallelujah. The Bible tells us. Kinh Thánh nói với chúng ta. It is the will of God. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Every jar shall be filled with wine. Hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Amen. Amen. It is God's desire that each one of us must carry the wine of the Holy Spirit. Đó là ước ao của Chúa là mỗi một người chúng ta đều mang theo rượu của Thánh Linh. There are 2 different levels of anointing. Có 2 cái mức độ sức dầu khác nhau. One is the water of the Holy Spirit. Một là nước Thánh Linh. But there is another level of the anointing where it is the wine of the Holy Spirit. Nhưng mà có một cái cấp độ khác đó là rượu Thánh Linh. Water, it is different, and wine is more concentrated. Nước thì có thể lan man nhưng mà rượu thì tập trung hơn. The waters of the Holy Spirit comes from above. Cái nước thì đến từ trên cao. But the wine of the Holy Spirit comes from inside. Nhưng mà rượu thì đến từ bên trong. The Bible says in the book of 1 John chapter 2. Kinh Thánh ở trong danh nhất đoạn 2. The anointing of God is in you. Cái sự sức dầu của Chúa ở trong chúng ta. You must also abide in the anointing. Và chúng ta phải luôn ở trong sự sức dầu. So when I stay with God, thì thành ra khi tôi ở với Chúa, when I'm faithful to what God wants me to do, khi mà tôi vẫn trung tín với những gì Chúa muốn tôi làm, that water will change into wine. Thì cái nước đó biến thành rượu. Amen. Amen. The wine is God's miracle in our life. Rượu là phép lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. A lot of people always come for prayer. Rất là nhiều người cứ muốn tới xin cầu nguyện. They say pray for more anointing. Cầu nguyện cho tôi đã có thêm sự sức dầu. Yesterday they will ask the same thing. Ngày hôm qua xin như vậy. Then today they will say the same thing bây again. Bây giờ ngày nay cũng xin như vậy luôn. Tomorrow they will say pray for more anointing. Rồi ngày mai cũng cầu nguyện cho thêm sự sức dầu. My question is. Cái câu hỏi của tôi đó là. What did you do with the anointing that God gave you yesterday? Đó là bạn đã làm gì với sự sức dầu mà Chúa ban cho bạn hôm qua? You see, God does not waste His oil. Ngài không phí dầu của Ngài. When you use what God has given to you, He automatically tops it up. Và khi mà chúng ta sử dụng những gì mà Chúa ban cho ta, thì Ngài sẽ lập tức ban cho hơn nữa. Hallelujah. Hallelujah. And so when we are asking from God, thành ra khi chúng ta cầu xin từ nơi Chúa, ask the Lord, what must I do with the anointing that He has given to me? Hãy cầu xin Chúa, Chúa ơi, con phải làm gì với sự sức dầu mà Ngài đã ban cho con? I want you to think about this scripture now. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về đoạn Kinh Thánh này bây giờ. The Bible says every jar must be filled. Kinh Thánh nói, hễ là bình thì phải đầy rượu. Everyone is needed in the house of God. Mỗi một người đều cần thiết trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Some people tell me when you ask them to do something. Một số người nói với chúng tôi khi chúng tôi học về Chúa làm gì đó. Oh, but I'm not a leader. Con đâu phải lãnh đạo đâu. I'm not in charge. Tôi không có chịu trách nhiệm vấn đề này. You see, to serve God, you don't have to be a leader. Chúng ta biết rằng phục vụ Chúa không cần phải là lãnh đạo. Amen. Amen. You must have a heart of a child of God. Nhưng mà chúng ta cần có tấm lòng là một đứa con của Chúa. God is telling again. Chú luôn nói lại một lần nữa. From the front row to the back row and all everywhere we are here, every one of us are needed for the great commission. Đó là tất cả chúng ta từ người hồi ban hàng ghế đầu cho đến những người hàng ghế cuối và tất cả mọi nơi, tất cả chúng ta đều cần thiết cho đại mạng lệnh. Be inclusive, be part of the plan of God. Don't stand outside the plan. Chúng ta hãy ở trong kế hoạch của Chúa, đừng ở bên ngoài nữa.
Some of us we just come to church, we go back, we don't get included. Nhiều người đi hội thánh rồi trở về nhưng mà không tham gia vào trong hội thánh. Everything we don't know what is going on. Chúng ta chẳng biết điều gì xảy ra trong hội thánh cả. But God wants to remind us. Nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta. You are part of my family. Con là một phần trong gia đình của ta. I have a plan for you. Ta có một kế hoạch cho con. I'll give you the Bible example. Tôi cho chúng ta những ví dụ trong Kinh Thánh. The Bible says in the book of Acts chapter 1. Chúa nói trong Công vụ đoạn 1. When one of the 12 disciples died, Judas. Một trong những các môn đệ đã chết đó là Judas. Now they have to choose one more person. Bây giờ phải chọn thêm một người nữa. But this was the rule. Nhưng mà có một cái luật. The disciples made it so difficult not many can qualify. Nên bởi vì cái người mà sứ đồ của Chúa, môn đệ của Chúa rất là khó, tiêu chuẩn rất là cao, không phải dễ mà có được một người. They said the guy must who replaces must be with them from the beginning. Là cái người mà thay thế Judas phải là người đã từng ở với họ từ lúc ban đầu. He must have seen Jesus baptism. Và phải nhìn thấy Chúa Giêsu được báp têm. He must have seen when Jesus was crucified. He must be there. Rồi lúc mà Chúa Giêsu đóng bị đóng đinh, người đã phải ở đó. Then when Jesus was resurrected, he also must be there. Và lúc mà Chúa Giêsu sống lại thì người cũng đó cũng phải ở đó. In other words, hay nói cách khác, he must have followed Jesus for 3.5 years. Là người đã phải đi theo Chúa Giêsu 3.5 năm. And so now not many people are there. Thành ra bây giờ không có nhiều người như vậy. A few of them was there now. Thành ra có một vài người ở đó. And so they began to cast lots. Thành ra bây giờ họ bốc thăm. And the name fell into Matthias. Và cái tên đó rớt vào Matthias. Now I want you to think about this for a while. Tôi muốn Matthias, chúng ta cần phải nghĩ điều này một chút xíu. Matthias was there all the time. Matthias đã ở đó, lúc nào cũng ở đó. But while he was wishing that God, Jesus will choose him as one of the 12 disciples. Và Chúa đã chọn ông là một trong 12 sứ đồ. That day the Lord was touching everybody. Ngày đó Chúa chạm vào từng người một. He chose the 12. Ngài đã chọn 12 người. Maybe Matthias is praying, Lord, touch me, look at me. Yeah, có thể lúc đó là Matthias nói rằng Chúa ơi, chạm con, hãy nhìn vào con. So instead of touching Matthias, his hand went and touched another person. Thay vì là đụng vào Matthias thì Chúa lại đụng vào người khác. You see, people would have known about Judas, that that fellow is a stealer. Everybody in the town knows. Và thực sự lúc đó mọi người đều biết là Judas là người trộm cắp. I may be more qualified than Judas. Ông Matthew có thể nghĩ ôm mình là đủ điều kiện hơn là Judas. But Jesus touched another man. Nhưng mà Chúa lại rờ người khác. Did Matthias get discouraged? Matthew có nản lòng không? Maybe, but he kept following God. Có thể, nhưng mà vẫn tiếp tục theo Chúa. Everywhere Jesus was, he was there. Mọi nơi Chúa Giêsu đi, ông đều đi theo. Maybe the Lord will call me. Có thể Chúa chưa gọi mình lúc đó. 3.5 years he kept on following Jesus. Nhưng mà 3.5 năm đó cứ đi theo Chúa Giêsu. Then the day came. Và rồi đến ngày đó. It was the will of the Father to call Matthias on that day. Và đó là ý muốn của Đức Chúa Cha để chọn Matthias vào cái ngày đó. Maybe he will be thinking in my heart. Có thể ông nghĩ trong lòng của mình. I am not the first choice. Tôi không phải là cái mình đầu tiên. I'm just a replacement. Tôi không phải là người lựa chọn đầu tiên. Tôi chỉ là người thay thế thôi. I want to remind you. Tôi muốn nhắc nhở chúng ta. It is God who chose us, not I chose him. Đó là Chúa chọn chúng ta trước, chứ không phải chúng ta chọn Ngài trước đâu. There are no replacement in God. There are always one choice. Không phải là sự thay thế đâu, mà luôn luôn chỉ có một sự lựa chọn. Amen. Amen. We must learn to die to this flesh. Chúng ta cần phải học để chết xác thịt của mình. Learn to die to this pride. Hãy học để chết cái sự kiêu ngạo của mình. Since you did not ask me, I will not come and tell you. Nếu mà điều này tôi đội đến đây để nói chúng ta điều này. But this is the house of God. Đây là trong nhà của Chúa. I can do anything for Jesus. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Chúa Giêsu. You come to our church. Chúng ta đến với hội thánh của tôi. Some of the pastors they will be washing the toilets. Thì sẽ thấy những mục sư lau chùi toilet. Because this is the house of God. Bởi vì đây là nhà của Chúa. If we need to do it, we will do it. Nếu cần phải làm thì mình làm việc đó. Because we started as servants and we remain as servants. Bởi vì mình bắt đầu là người phục vụ thì mình tiếp tục là người đầy tớ phục vụ. Hallelujah. Amen. Vietnam is going to receive a new powerful anointing of Jesus. Việt Nam chuẩn bị đón nhận một sự sức dầu rất là mạnh mẽ của Chúa Giêsu. And so we must start thinking like the way Jesus is thinking. Thế nên chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ giống như Chúa Giêsu suy nghĩ. God wants every jar to be filled with the wine. Ngài muốn tất cả các bình đều được đầy dầu, được đầy rượu. You may not be a leader. Chúng ta có thể không phải là lãnh đạo. But ask God, what do you want me to do? Nhưng mà hãy hỏi Chúa, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì cho Ngài? What can I do for Jesus? Con làm gì được cho Chúa Giêsu?
Just about a month, now it's October. Just about a month ago, my mother passed away. Khoảng một tháng trước thì mẹ tôi qua đời. A faithful woman of God. Là một người nữ trung tín với Chúa Giêsu. For 40 years she served the Lord in Methodist Church. Bà đã phục vụ Chúa trong hội thánh giám lý 40 năm. Every Sunday she will go to a church and give a testimony. Mỗi một buổi chủ nhật bà đều đến hội thánh và có lời chứng. She will go to different churches and give testimony. Bà đi đến nhiều hội thánh khác nhau và đưa những dân Chúa những lời chứng. Every opportunity she gets she will give what Jesus did and he will lead someone to the Lord. Mỗi một lần mà bà có cơ hội thì bà đều làm chứng cho người khác đến với Chúa Giêsu, dẫn một người đến với Chúa Giêsu. My brother and I, we are in the full-time ministry. Anh của tôi và tôi là những người hầu với Chúa trọn thời gian. And she'll always tell us, I can't preach like you. Mẹ tôi luôn nói rằng mẹ không giảng được như các con. But I can pray. Nhưng mà mẹ có thể cầu nguyện. I will fast and pray. Mẹ sẽ kiêng ăn cầu nguyện. Hallelujah. 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 Let me tell you something. Để tôi nói với chúng ta điều này. Prayer is the greatest ministry. Thực sự ra cầu nguyện là chức vụ vĩ đại nhất. It is the greatest among the fivefold ministry. Đây là cái điều vĩ đại nhất ở trong năm cái mặt chức vụ năm mặt. Because the Bible says when you close the door and go and pray. Bởi vì Kinh Thánh nói là khi mà chúng ta đóng cửa lại và vào trong phòng cầu nguyện. The Father looks at you. Thì Cha chúng ta nhìn thấy mình. Amen. Amen. It is the greatest ministry. Đây là chức vụ vĩ đại nhất. Maybe many of you have anointing of prayer today. Nhiều người chúng ta sẽ nhận được sự sức dầu để cầu thay cầu nguyện ngày hôm nay. You can come together and pray continuously. Chúng ta có thể đến với nhau và cầu nguyện liên tục. The Lord has started a powerful anointing in this church through this conference. Chúa ngài đang tuôn đổ một sự sức dầu rất là mạnh mẽ cho hội thánh này qua cái đại hội này. Maintain the presence of God. Chúng ta hãy duy trì và giữ sự hiện diện của Chúa. Maintain the presence of God. Hãy tiếp tục duy trì sự hiện diện của Chúa nơi đây. Gather into prayer. Hãy tập hợp lại và cầu nguyện. If some of you want to have a prayer in your house, tell the pastor, I want to be the house of prayer. Nếu mà người nào muốn cái nhà mình trở thành nhà cầu nguyện thì nói với mục sư. Jesus said. Chúa Giêsu nói. When two or three are gathered, I will be there. Hai ba người nhân danh Chúa nhóm họp lại thì ngài ở đó. Hallelujah. 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 I will be there. Chúa sẽ ở đó. Amen. Amen. Therefore, a new anointing is coming. Đây một cái sự sức dầu mới đang đến. If you read Romans chapter 12 verse 5. Ở trong Roma đoạn 5. The Bible tells us, Kinh Thánh nói với chúng ta, though we are many, but we are one in the body of Christ. Dù chúng ta rất là nhiều người, nhưng chúng ta là một ở trong thân thể của Đấng Christ. And that's what we must remember. Và đây là điều mà chúng ta phải nhớ. We must know that we are one in Christ. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là một ở trong Đấng Christ. Amen. Amen. Sometimes we struggle with all this. Lúc chúng ta cứ đấu tranh với điều này. He is different and I'm different. Người này khác với mình khác với người đó. It is the Father's house. Đây là nhà của Cha. This is the first. I know Pastor John for about 9 years. Tôi đã biết mục sư Phong khoảng 9 năm. We have come together, prayed together. Chúng tôi đã đến với nhau cầu nguyện cho nhau. But this is the first time we are serving together. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau hầu việc Chúa. How is that that we are able to serve together and worship together with you? Làm sao mà chúng tôi có thể cùng nhau phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa với quý vị? Because this is the Father's house. Bởi vì đây là nhà của Cha. We are one in the family of Christ. Chúng ta là một ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Give the Lord a wonderful clap of ring. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa, tràng vỗ tay. Hallelujah. 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 Every jar must be filled. Mỗi một chiếc bình đều phải được đầy rượu. The scripture tells us every jar shall be filled with wine. Kinh Thánh nói chúng ta rằng mỗi một chiếc bình sẽ được lấp đầy bởi rượu. Of course in the English Bible says shall be means it must happen. Trong cái bản tiếng Anh có nghĩa là gì ạ? Phải là điều đó phải xảy ra. God says a jar mustn't be empty. Kinh Thánh nói rằng cái bình không được trống không. I wanted to think about this water bottle. Tôi muốn chúng ta nhìn vào cái này. Cái chai nước này. Mine is full, that is half. Okay, so look at mine. Dạ, yeah, đừng nhìn vào chai này. Cái nhìn chai kia đi, chai kia đầy hơn. Chai này hơi bị xuống rồi. Do you... No. Show. Do you know why this water bottle is with me now? Chúng ta biết tại sao mà cái chai nước này bây giờ vẫn còn nước trong này không ạ? Because there is water inside. Chúng ta uống được không ạ? Bởi vì có nước bên trong. If it's empty, it will be thrown out. Còn ở đây là bởi vì sao? Còn nước, còn nếu hết nước là quăng. Vô thùng rác. Amen.
Amen. So now God is asking you a question. Thành ra bây giờ Chúa hỏi chúng ta một câu hỏi. Are you full or are you empty? Bây giờ chúng ta đang đầy hay là mình đang trống? The moment you are empty, then you have no place inside. À, nếu mà bây giờ mà chúng ta mà cái bình của mình trống không á, là mình không có chỗ trong chỗ này, không có chỗ trong này. Bị quay đường rồi. You see, you'll be thrown out. À, sẽ bị ném ra ngoài. There are a lot of people, they come to church, nobody tells me anything. À, có nhiều người đến nhà Chúa đó, không ai nói cho tôi biết điều gì hết. Nobody wants me to do anything. Không ai muốn tôi làm gì chân. This demon is everywhere. À, cái linh này á, khắp mọi nơi. See, all laughing, so it's also here. Có nhiều người cười, có nghĩa là ở đây cũng có cái con đó, con quỷ đó. You know why nobody can see you? Because you are empty. Tại sao người ta không nhìn thấy mình? Bởi vì cái bình mình không có nước gì trơn á, trống không. When you are full, everybody will know you are full. Khi mà chúng ta đầy thì ai cũng nhìn thấy hết. Then you will become a place for the master's use. Và chúng ta sẽ là cái nơi mà chủ của chúng ta sẽ sử dụng. Even a small water bottle is enough to energize the speaker. À, chỉ cần một chút xíu chai nước nhỏ này thôi cũng thêm sức lực cho diễn giả. So today you must ask this question to myself. Thành ra ngày hôm nay chúng ta phải tự hỏi mình câu hỏi này. God, I don't want to come to church empty. Chúa ơi, con không muốn đến hội thánh mà con trống không. I want to remind you again. Tôi muốn nhắc chúng ta một lần nữa. Do you know where worship starts? Chúng ta biết là cái sự thờ phượng bắt đầu khi nào ạ? Not in the church, but in your house. Không phải là bắt đầu trong hội thánh mà trong nhà của mình. Prepare your heart before you come to church. Trước khi đến hội thánh là phải chuẩn bị lòng của mình ở nhà trước. So when the worship starts, you're already lifted up in the presence of God. Thành ra khi mà thờ phượng vừa nổi lên là lòng của mình đã ở trong sự diện của Chúa rồi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then there is another type of jar. Ra còn một cái bình khác nữa. This jar always is empty, but they want to be admired. Yeah, cái bình này lạ lắm. Bình thì trống không mà cứ muốn người ta ngưỡng mộ mình. Some jars you cannot use them, you have to put them there and look at them only. À, có những bình không thể sử dụng được, thành ra phải đặt lên chỗ khác. They want everybody to admire them, but they do nothing in the church. À, muốn mọi người ngưỡng mộ mình mà trong hội thánh không làm gì cả. You are of no use. À, mình không có giá trị sử dụng. See, sometimes I keep many things in my office. À, đôi khi tôi giữ nhiều thứ trong cái văn phòng của mình. Because I don't want to throw things out. Không muốn ném nó ra ngoài. Michael has the anointing to throw. Sorry. Michael will come to my office and throw things out. Yeah, mà Michael thì không hiểu được giá trị nên Michael tới cái phòng của tôi và quăng nó ra ngoài. I say, why are you throwing that things? Ông hỏi Michael, tại sao lại quăng mấy cái thứ đó của tôi? He will just say it no use. À, thì Michael nói, ông thấy không còn giá trị sử dụng nữa. So today can I ask you this question? À, ngày hôm nay liệu tôi có thể hỏi chúng ta câu hỏi này không? How can God use you for this end time? Làm sao Chúa có thể sử dụng chúng ta hiệu quả trong thời kỳ cuối cùng này? What kind of jar would you want to become? Chúng ta muốn trở thành cái bình như thế nào? A useful jar or a jar must be admired but it's not useful. À, là một cái bình mà được Chúa sử dụng đại dụng hay là cái bình chỉ người ta ngưỡng mộ mà không có gì cả, không có gì trong đó hết. Then there is another jar. Rồi còn một cái bình khác nữa. You touch them little bit, they will break. À. You say something, they'll get offended. À, cái bình này là hễ mà nói gì chút xíu là tổn thương. No. Oh, this one must be here. Come. Rồi các cái bình đó chỗ này rồi, thấy có người cười rồi nè. This jar is very difficult to handle. À, cái bình này khó lại gần lắm. Whichever way you touch, it will break. À, hãy đụng vô là vỡ liền. So what do we do with the jar? Bây giờ mình phải làm sao với cái loại bình này? Don't touch it, leave it there. Đừng đụng, bởi vì đụng là vỡ, cứ để im đó. But can the Lord use you? À, và để Chúa sử dụng mình. What happens when this jar is broken everywhere? Làm sao mà cái bình chỗ này nó cũng vỡ hết, chỗ này cũng bể hết? When the Lord pours the new wine inside that bottle, it will just lift you very fast. Yeah, chúng ta biết không? Cái bình mà có nhiều chỗ lỗ hổng thì sao? Cái rượu của Chúa vào là nó chảy hết. Again, you are no use. Một lần nữa, không có giá trị sử dụng. But the Bible says. Và Kinh Thánh nói. Let us become a vessel unto God, but with honor. À, chúng ta biết hãy chúng ta hãy là cái bình mà Chúa có thể sử dụng mà đổ sự giàu của Chúa vào. If you read 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong Cô Rinh Tô nhất đoạn 4 câu số 7. The Bible says we are jars of clay.
Nói rằng chúng ta là chiếc bình gốm của Chúa. I want to encourage what kind of jar you want to be in church from now on. Tôi muốn khích lệ chúng ta muốn trở thành cái bình nào ở trong hội thánh của Chúa từ nay trở đi. Amen. Amen. I know last night we all cried and we prayed and God was touching all of our hearts. Tôi biết rằng chúng ta đã cầu nguyện và khóc lóc với Chúa rất nhiều và Ngài đã đụng chạm lòng của chúng ta. So let God continue to use you. Nên để Chúa tiếp tục sử dụng chúng ta. Maybe some of you are good in cooking. Có thể một số người đây nấu ăn giỏi. But you know some people tell me. Nhưng mà chúng ta biết có người nói với tôi như thế nào không? I give you this example. Tôi cho chúng ta ví dụ như thế này. One day we had a prayer meeting in our house. Một ngày kia chúng tôi có một buổi cầu nguyện ở trong nhà. And there was this one young girl, she wanted to sing. Thì có một thiếu nữ trẻ muốn hát. I said okay, please sing. Thì tôi nói ok, con hát đi. She was singing. Don't know how she was singing, nobody can follow her. Hát rất hay, không ai theo kịp hết. All the birds from outside came inside the house. Tất cả những con chim ở bên ngoài bay vô nhà. She's totally out of tune. Hát là trật hết, sai hết tông luôn. Halfway she was coughing. Coughing away. Đang hát chưa chừng ngó dữ dội. See, I'm a pastor. Tôi là mục sư. If you are coughing, I straight away take water and give it to you. Nếu mà ai mà ho là ngay lập tức đưa nước cho uống. So she drink and she started to sing. I say no, enough. Oh, it's not you, right? Thì tôi mới đưa nước cho cô đó uống. Thì uống xong rồi cô đó ngay lập tức cầm micro hát tiếp. Nhưng mà tôi nói no, đủ rồi. Yeah, hold on, finish. So she started to cry. Mà cô đó buồn quá, khóc quá chừng. How can you ask me to stop? Tại sao mục sư bắt con dừng lại? Even God can hear me. Thậm chí là Chúa nghe được tiếng hát của con mà. So I told her, yeah, but it's very far. Nhưng mà tôi nói rằng Chúa ở xa lắm con. I am standing beside you. Bây giờ là mục sư đang đứng bên cạnh con nè. And she didn't come to church for 3 months. Giận quá, bà nhóm 3 tháng. I thought, what happened to this girl? Tôi không biết là điều gì xảy ra với cô này. So one day I saw her in the market. Một ngày kia thấy cô ở trong siêu thị. I said, how are you? Tôi hỏi rằng con khỏe không? Oh, I'm okay, pastor. Mục sư, con khỏe, con ổn. Why are you not coming to church? Tại sao con không đến nhà thờ? I'm very angry, I'm offended by you. Con là giận mục sư rồi, tổn thương sâu sắc. I said, what did I do? Mục sư ngạc nhiên, mục sư làm gì mà con giận như thế? Oh, you gave me the water to drink. Mục sư cố tình đưa nước cho con uống. So she said, if you give me water to drink means my voice is not good. Mục sư đưa nước cho con uống, có nghĩa là mục sư nói rằng giọng con không hay. I said, you are correct, your voice is not good. Mục sư nói thẳng luôn, đúng, giọng con đâu có hay đâu. I'm not coming to this church anymore. Quyết định không đến hội thánh này nữa. I said, thank you so much. Cảm ơn con rất nhiều. At least we can sing properly. Như vậy thì hội thánh có thể hát đúng, không bị sai nhịp, sai tông nữa. You see, you serve according to the gift that God has given to you. Chúng ta thấy điều gì ở đây ạ? Mình phải phục vụ theo cái ân tứ mà Chúa ban cho mình. Amen. Amen. If you cannot sing, please don't sing and kill us, please. Nếu mà chúng ta không thể hát, làm ơn đừng hát giùm. Do other things. Làm chuyện khác. I had another old senior lady came to our church. Tôi có một người là nữ lớn tuổi vào trong hội thánh. She said, I want to come and dance when the worship is going on. Mục sư ơi, tôi muốn là đến và nhảy múa trong lúc thờ phượng. I told her, you are so weak and tired, please sit down. Tôi nói với cô là cô lớn tuổi, nhìn cô rất là mệt, không đủ sức để nhảy đâu, mời cô đi xuống dưới. She got very angry with me. Rồi, cô rất giận tôi. She said I brought a flag to dance for Jesus. Mục sư biết không, em đã cố tình mang theo cờ để nhảy cho múa cho Chúa Giêsu. I said okay, come and do that in the front. Rồi được, cô cứ đến và nhảy phía trước đây. She lift up the banner. Cô bắt đầu giơ cờ lên. She do one swing and she broke her wrist. Cô bắt đầu chỉ cần phát cầu cô phát rồi cổ tay gãy. And she never come to church for 1 year.
Và cô này rồi xong, nghỉ nhóm một năm. See, I told her, don't do all that. Tôi đã nói rồi là đừng có múa cờ. Mà cũng không nghe. See, some people want to dance like the youths yesterday. You know, they want có những người lớn tuổi nhưng mà cứ thích nhảy nhót như kiểu mấy đứa trẻ ở trên đây nè. Hôm qua đó. If you this anointing of joy, it's okay. Bây giờ sự sức giàu vui mừng để với chúng ta cười đã quá hơn. We wait for the translator. Xin cầu nguyện cho người thông dịch đã bớt cười lại. See, if you want to dance, you stand there and dance. Don't come this side. Yeah, nếu mà mình muốn nhảy á, mà mình yếu đủ sức á, thì ở dưới đứng đi một chỗ mà nhảy, đừng lên đây. Because by the time you do the first step, they already do 10 steps done. Bởi vì mình mới nhảy một bước, người ta nhảy 10 bước rồi. Because the boys are all very fast, they are dancing. Chúng ta thấy không, ở đây không? Nhạc rất là nhanh, nhịp điệu cực nhanh luôn. And the lady got angry with me for breaking her wrist. Và cô này giận tôi vì làm vỡ cái cổ tay của cổ. So in this church we all cannot dance. Thành ra hội thánh những người già mà yếu vậy không có nhảy được. You see, we all will get older, and I'm also getting older now. Chúng ta đây mỗi ngày càng lớn tuổi hơn và tôi cũng lớn tuổi hơn. Every time we go in different age category, we must know how to serve God in that level. Chúng ta biết mỗi một lúc chúng ta bước vào những cấp độ khác nhau, lĩnh vực khác nhau, chúng ta phải biết hầu về Chúa đi theo cấp độ đó. Amen. Amen. It's sad, but this is life. Có thể người ta khóc, người ta buồn, nhưng mà đó là cuộc sống. I remember one brother told me, why you preaching like a tiger in the zoo? Có một người anh em nói với tôi là, mục sư ơi, sao mục sư giảng giống như là cái con cọp ở trong sở thú vậy? They say you're walking everywhere like a hungry tiger. Lúc nào cũng đi di chuyển chỗ này chỗ kia giống như là con cọp vậy đó. Why can't you stand in one place like my pastor and speak? Có thể nào đứng yên một chỗ và giảng giống như mục sư của tôi được không? They say how old is your pastor? Tôi hỏi rằng là mục sư ông bao nhiêu tuổi? They say 85 years old. Ông 85 tuổi. I told them my turn will come 85 then I stand there. Tôi nói là rồi sẽ tới lượt của tôi, lúc mà tôi 85 tuổi sẽ đứng yên một chỗ giảng. And I'm telling the truth. Tôi nói sự thật, đây là câu chuyện có thật. Every jar has a place. Mỗi một cái bình đều có cái phần của nó trong nhà của Chúa. You see, we carry the anointing but we don't know what to do with the anointing. Nhiều người mang sự sức giàu nhưng mà không biết làm gì với cái sự sức giàu đó. We get offended very easily. Và rất là dễ để tổn thương, vấp phạm. Many of the fellows, they want to be preachers. They want to come here and stand and preach. Có rất là nhiều người muốn lên bục giảng để giảng. But preaching is not just a subject. It is the anointing and the calling of God resting on you. Nhưng mà giảng không phải là mình biết cái chủ đề đó là mình nói, nhưng mà đó là cái sự sức giàu, là một sự kêu gọi của Chúa. Amen. 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 Ask God to give you a fresh anointing. Chúa của chúng ta sẽ cho chúng ta sự sức giàu. What can I do for Jesus? Nhưng mà chúng ta phải hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, con phải làm gì cho Chúa Giêsu? Maybe today you are feeling very discouraged. Có thể ngày hôm nay chúng ta cảm thấy thất nản lòng. Do you remember John chapter 1 chúng and verse 42? Nhớ Giăng đoạn 1 câu 42 không ạ? Different people came to Jesus. Nhiều người đến với Chúa Giêsu. And someone brought Saul. Sorry, Saul. Someone brought Saul to Jesus. Yeah, có một số người mang muối đến cho Chúa Giêsu. His old name was Saul. His new name was Peter. À, xin lỗi. À, cái người mà tên là Simon, tên nó lệnh cũ, còn tên mới là Peter. Okay, are you listening? Yes. Chúng ta nhớ cái tên này không ạ? Okay. So Jesus looked at Saul and he said, "From now you shall be called Peter." Và Chúa nhìn vào Simon và Chúa nói rằng, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ được gọi là Peter. I know some of you are thinking Simon or Saul. The old English says the word Saul. Yeah. The new English will say Simon. Yeah. Cái bản kinh tiếng Anh cổ thì dùng từ là Saul đó. Yeah. Nhưng mà cái bản mà bây giờ hiện đại thì dùng từ Simon. Yeah. So old English, new English. Yeah, đây là tiếng Anh cổ, đây là tiếng Anh hiện đại. So look at what Jesus was saying. Chúng ta hãy nhìn vào những gì Chúa Giêsu đang nói.
No matter who you are, dù chúng ta là ai đi nữa, I will change you to become new. Ta sẽ thay đổi con trở thành một người mới. Amen. Amen. Don't worry who you are before. Chúng ta đừng lo lắng chúng ta là ai trong quá khứ. I will work in you. Ta sẽ hành động trong con. I will change you. Ta sẽ thay đổi con. I will give you wisdom. Ta sẽ cho con sự khôn ngoan. I will teach you my word. Ta sẽ dạy con lời của ta. I will pour my spirit. Ta sẽ tuôn đổ thần của ta. My wisdom will come into you. Sự khôn ngoan của ta sẽ đến trên con. If you will pray, nếu con cầu nguyện, you can see visions. Con có thể nhìn thấy khải tượng. You will know what to say next. Con sẽ biết những gì mình phải nói tiếp theo. It is the power of the Holy Spirit. Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh. Hallelujah. 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 It is the power of the Holy Spirit. Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh. That same anointing will come on you. Và cùng cái sự sức dầu đó đến cho chúng ta. The Lord can tell you who to go and tell about Jesus. Chúa sẽ dạy mỗi quý vị ở đây ai mình phải đến và nói về Chúa Giêsu cho họ. That is why we need this new wine. Đó là lý do tại sao chúng ta cần rượu mới. But Jesus said, nhưng mà Chúa Giêsu nói, no one will pour new wine into old wineskin. Không ai lại đổ rượu mới vào bầu da cũ. So can I ask you today? Tôi có thể hỏi chúng ta điều này do không? You want to remain old? Chúng ta có muốn cũ hoài không? I cannot change. Tôi không bao giờ thay đổi được. We only will do that way. Tôi là thích làm cách đó thôi. Oh, this church is 70 years old. Hội thánh này là 70 năm rồi. We will never change. Không bao giờ thay đổi. Those who don't change will not receive the new anointing for the coming of Jesus Christ. Những người nào mà không chịu thay đổi thì sẽ không nhận được sự sức dầu tươi mới để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Because God said, "Behold, I am doing a new thing." Vì Chúa nói này, hãy nhìn lên kia, ta sắp làm một việc mới. Amen. Amen. Make every effort to grow. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để tăng trưởng. Let's look at 2 Peter chapter 1 verse 5. Chúng ta hãy nhìn vào Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 5. The book of 2 Peter chapter 1 verse 5. Phi-rơ nhì đoạn 1 câu số 5. The Bible says, "Make every effort to grow." Kinh Thánh nói rằng là hãy nỗ lực hết sức để tăng trưởng. What effort must you do? Chúng ta phải nỗ lực như thế nào? Nỗ lực cái gì? You must plan. Chúng ta phải có kế hoạch. I didn't do well in school. Thực sự là lúc đi học tôi học dở. So I needed wisdom. Tôi cần sự khôn ngoan. I cried to Jesus. Tôi kêu la cùng Chúa. How to understand this Bible? Làm sao con có thể hiểu được cái bài này? It's so difficult to understand. Khó hiểu quá Chúa ơi. So I'll fast and I will pray and I'll cry before God. Nên tôi cầu nguyện, tôi kiêng ăn, tôi kêu khóc cùng Chúa. I remember one day the Lord Jesus came into my room. Tôi nhớ một ngày kia thì Chúa Giêsu đã hiện ra trong phòng của tôi. The Lord Jesus said that I will teach you my word. Và Chúa nói rằng ta sẽ dạy con lời của Ngài. From that day, 1986. Và từ bắt đầu lúc đó là năm 1986. From that day, every time I read the Bible, the anointing will come on me. Yeah, từ lúc đó trở đi, mỗi lần mà tôi đọc Kinh Thánh thì sự sức dầu và khải thị đến với tôi. The voice of the Holy Spirit will teach me what I'm reading. Và tiếng của Thánh Linh dạy tôi những gì tôi đang đọc. Today I have crossed 38 years. Bây giờ tôi đã qua là 38 năm. But this is what I've learned. Một điều mà tôi đã học. The more I know, the more I don't know. Yeah. Mình càng học, mình càng biết là mình không biết gì hết trơn. Every time I think I know something, God is bigger and bigger and bigger. Yeah, cứ mỗi lần tôi nghĩ tôi biết được điều đó, thì tôi thấy Chúa lại càng vĩ đại hơn, càng lớn hơn. So I want to keep growing in Jesus. Thật ra tôi muốn tiếp tục tăng trưởng ở trong Chúa Giêsu. Growing in Jesus. Liên tục tăng trưởng trong Chúa Giêsu. Don't let anything satisfy you. Đừng để cho bất cứ điều gì làm chúng ta thỏa lòng. Amen. Amen. Don't let anything satisfy you. Thỏa lòng đây là mình nghĩ đủ rồi, mình không cần học nữa. When I was 15 years old. Khi tôi 15 tuổi. I spoke to the pastor. Tôi nói với mục sư. I said, "Pastor, I want to serve the Lord." Tôi nói, mục sư ơi, con muốn hầu việc Chúa. He looked at me. Mục sư nhìn vào tôi. And he said, "You know, when you are young, you always everybody say the same thing." Con biết không, mấy đứa trẻ tuổi đứa nào nó nói như vậy đó. But when you get older, you all don't want to serve. Nhưng mà khi mà lớn lên thì không còn như vậy nữa. And when you become my age, you will leave. Mà đến tuổi như ông là rời khỏi hội thánh rồi. You know, outside I was smiling at the pastor. Thực sự bên ngoài thì vẫn cười vui vẻ với mục sư. But inside my heart, I was rebuking the devil. Nhưng mà trong lòng của tôi từ khước cái lời đó. So that day, I made a commitment to Jesus. Và ngay cái ngày hôm đó, tôi có một kết ước với Chúa Giêsu. When I came out from the church, my tears was running down.
Thực sự là khi mà tôi đi ra khỏi cái nhà thờ đó, nước mắt tôi tuôn tràn. I made a commitment to Jesus. Tôi có một cái lời kết ước với Chúa Giêsu. The older I grow, the brighter I will shine for Jesus. Tôi càng lớn tuổi chừng nào thì tôi càng chiếu sáng cho Chúa Giêsu chừng nấy. Hallelujah. 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 The brighter you must shine. Chúng ta càng lớn thì càng chiếu sáng hơn. You must put the young people to shame. Chúng ta phải để cho những người trẻ tuổi phải xấu hổ vì cái sự sáng của chúng ta. No, don't dance faster than them. Just pray more than them. À, mình có thể không nhảy nhanh bằng họ nhưng mà cầu nguyện nhiều hơn. Amen. Amen. Because you are shining for Jesus. Bởi vì chúng ta đang tỏ sáng cho Chúa Giêsu. Everywhere you go, the power of the Lord is coming on you. Bất cứ nơi nào chúng ta đi thì quyền năng của Chúa đến cho chúng ta. There are many more parts to the scripture about the second coming of Christ. Thực sự là trong cái phần ở trong Jeremy thì còn nhiều điều nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Many things about what the church is going to experience. Và rất là nhiều điều mà hội thánh sẽ trải nghiệm. But I want to leave to you another point about the wine. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ một điều nữa về rượu. You know, wine, the more you keep inside the barrel, the better it will be. Yeah. Rượu mà để càng lâu thì nó càng ngon. So when I wait upon God, something my gift inside me will mature. Yeah, thế tôi càng trông đợi Chúa và ở trong sự hiện diện của Chúa thì những ân tứ của Chúa càng trưởng thành trong tôi. Amen. Amen. You will learn about God more and more. Sẽ học biết về Chúa càng ngày càng hơn. When you are hearing all the speakers are speaking, pastor is speaking. Khi mà chúng ta nghe tất cả những diễn giả chia sẻ rồi mục sư chia sẻ. Go back and read the Bible and ask the Holy Spirit to teach you. Chúng ta hãy quay trở về và nghiền ngẫm những điều đó, đọc Kinh Thánh và xin Đức Thánh Linh dạy dỗ mình. Ask the Lord to say, Lord, come and speak to me. Hãy nói Chúa ơi, xin Thầy đến và phán với con, dạy con. When I worship you, khi con thờ phượng Ngài, show me your presence. Hãy bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho con. Let the fire of the Holy Spirit surround me every time I'm praying. Trời ơi, hãy để cho sự lửa của Thánh Linh vây phủ con mỗi khi con cầu nguyện. The first time I saw the fire of God in 1985. Cái lần đầu tiên mà tôi thấy lửa của Chúa là năm 1985. Till now, every time I'm praying, the fire of God comes and surrounds me. Và cho đến thời điểm này, bất cứ lúc nào tôi cầu nguyện, tôi thấy lửa của Chúa vây quanh tôi. Today I encourage you, you and I can cry out to Jesus. Hãy làm điều mà như tôi đã từng làm, hãy kêu la cùng Chúa Giêsu. The Bible says in the book of Acts chapter 2 and verse 4. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 4. When they were praying, khi mà họ đang cầu nguyện, the Holy Spirit came down like droplets of fire upon everybody. Thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống như được cái lửa bằng lửa trên mỗi một người. And we pray afterwards during the anointing service, the fire of God will come upon every head. Và khi mà chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong lúc chụp được sức dầu thì lửa của Thánh Linh sẽ giáng trên mỗi một người chúng ta. Hallelujah. 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 Every jar must be filled with wine. Hễ là bình thì phải được đầy rượu. Amen. Amen. No one must return back empty. Không một người nào đi ra khỏi nơi này mà còn trống không. The Lord showed me just now. Ngay bây giờ Chúa bày tỏ cho tôi. Some of you, when you return back to your home church, khi mà chúng ta quay trở về hội thánh nhà của mình, miracles will take place when you are praying. Là phép lạ sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Carry this wine. Hãy mang cái dầu này, rượu này. Look at what Jesus said in John chapter 2. Chúng ta hãy nhìn những gì Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 2. In the wedding of the Cana of Galilee. Khi mà Ngài ở Cana ở Galilee. There was water. Jesus said, put some water. Có nước mà Chúa nói hãy đổ nước vào bình. Do you know what mother of Jesus said Mary? Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói gì với Mary không ạ? It's a secret we always forget. Đây là cái bí quyết mà chúng ta hay quên. Do what he tells you to do. Chúng ta nói Mary nói gì ạ? Mary nói với những người múc nước là gì? Hãy làm những gì mà Chúa Giêsu bảo. Amen. Amen. Every time we do what Jesus tells us to do, our waters will change into wine. Bất cứ khi nào mà chúng ta làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng ta làm thì nước lã cũng biến thành rượu ngon. Amen. Amen. And I learned this many many years ago. Và tôi đã học được điều này rất là nhiều năm trước. One of the habits of God. Chúng ta biết cái thói quen của Chúa là gì không? Is to do miracles on the last minute. Đó là làm phép lạ ở những giây phút cuối cùng. Đó là thói quen của Chúa, sở thích của Chúa. When everything finished, then he will do a miracle. Khi mà mọi thứ dường như đã xong rồi thì lúc đó Chúa làm phép lạ. I want to give a short testimony and we're going to pray now. Tôi sẽ có một lời chứng rồi chúng ta sẽ cầu nguyện.
Few years ago, my mother invited her church pastor and elders for Christmas to come and eat lunch. Cách đây vài năm thì mẹ của tôi đã mời mục sư và những người trưởng lão nhân sự trong hội thánh đến nhà để ăn trưa buổi tối bữa trưa Giáng sinh. She invited 10 people. Bà đã mời 10 người. And she cooked for 10 people. Và bà nấu ăn cho 10 người. But that day for Christmas, 30 people from the church came to the house. Nhưng mà ngày hôm đó là có 30 người đến. So my mother called me. So many people are in the house. Mẹ tôi gọi tôi và nói, ôi bây giờ nhiều người quá con. I said, what did you do? What about the food? Thì mình nói là, ôi bây giờ thức ăn phải như thế nào? Bây giờ phải lo thức ăn như thế nào cho 30 người đây? She said, I went to the kitchen. Và bà đi vào trong. I lay hands on the pot and pray. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào trong cái nhà bếp và said, đặt tay lên những cái bình mà không á. He said, God, multiply this food. Chúa ơi, con cầu nguyện để Ngài nhân bội thức ăn lên. I don't have money to buy some more. Bây giờ con không đủ tiền để mà mua thêm đồ ăn. But they are in my house. Nhưng mà nhiều người khách trong nhà con quá. They must not go back home hungry. Họ không thể trở về nhà mà đói bụng được. Multiply this food. Chúa ơi, xin nhân bội thức ăn này. And that day there was enough food for 30 people in the house. Và rồi đủ thức ăn cho 30 người. Hallelujah. 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 I know many of you have the same stories. Tôi biết rằng có nhiều người chúng ta có cùng một câu chuyện giống như vậy. When we wait for God, even in the last minute, the water will change into wine. Và khi chúng ta chờ đợi Chúa dù cho đến giây phút cuối cùng thì nước lạ cũng biến thành rượu ngon. Can we all stand up together? Tất cả chúng ta cùng đứng lên. The Lord Jesus is showing me. Chúa Giêsu ngài đang bày tỏ cho tôi. Some of you are crying and praying for your sons. Có một người đã cầu nguyện và khóc cho con mình rất lâu. That they will walk in the ways of God. Để đứa con trai này sẽ đi trong đường lối của Chúa. Some of them have left your house and they also left following God. Có những người đã ra khỏi nhà mình và không còn theo Chúa nữa. And your heart is broken. Và tấm lòng của chúng ta tan vỡ, đau đớn. Remember today's promise. Hãy nhớ lời hứa ngày hôm nay. The water will change into wine. Đó là nước lã sẽ biến thành rượu ngon. God will touch your sons. Chúa ngài sẽ rơ chạm con trai của quý vị. The power of the Holy Spirit will come upon them. Và quyền năng của Thánh Linh đến trên nó. The Lord Jesus is going to touch all our children and bring them back. Chúa ngài sẽ rơ chạm tất cả những đứa con sang nhà và mang nó trở về nhà. Hallelujah. 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 The wine will be poured out. Sự sức giàu sẽ tuôn đổ. We pray the wine of God will flow into every church in Vietnam. Chúng con cầu nguyện để rượu của Chúa sẽ đến và đầy dẫy từng cái bình ở Việt Nam. A new fire of the Holy Spirit will start spreading. Trời ơi, và lửa mới của Chúa đến với từng người. Let it spread from Camau. Chúa ơi, nó lan tỏa cháy từ Cà Mau đến những nơi khác. Hallelujah. 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 Let the fire of the Holy Spirit touch you now. Hãy để lửa Thánh Linh rơi chạm bạn giờ này. Let's pray first before you do anything. Chúng ta hãy cầu nguyện trước khi chúng ta làm bất cứ gì. Bây giờ chúng ta tập trung cầu nguyện. We will give you about 5 to 10 minutes to organize everything. Don't worry. Chúng ta đừng lo, chúng tôi sẽ cho chúng ta 5 đến 10 phút để sắp xếp mọi thứ. Bây giờ tập trung cầu nguyện. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu. Father, in the name of Jesus. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lord Jesus is showing me John chapter 4. Chúa Giêsu ngài đang bày tỏ cho tôi gian đoạn 4. There was a woman in Samaria. Có một người đàn bà ở Samari. That day the father told Jesus, you must go and talk to her. Ngày hôm đó Đức Chúa Cha nói với Chúa Giêsu, con phải đến đó và làm chứng cho người đàn bà này. Nobody wanted to reach out to her. Bởi vì không ai muốn đến với người này. But that day Jesus went to talk. Nhưng mà ngày hôm đó Chúa Giêsu đã đến và nói chuyện với bà. And her life was transformed. Và cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi. By a prophetic anointing. Bởi vì sự sức giàu tiên tri. Today hear the word of the Lord. Ngày hôm nay nghe lời của Chúa. Even the most hardened hearts are going to change by the power of the Holy Spirit. Dù là cái tấm lòng cứng cỏi nhất cũng sẽ được thay đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Hallelujah. God is going to do powerful transformations in Vietnam. Chúa ngài sẽ làm những sự biến đổi ngoạn mục ở trên Việt Nam. God is going to touch even the hearts of our leaders. Chúa ngài sẽ rơi chạm đến lòng của những người lãnh đạo. Let's pray. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Nothing is impossible. Không gì là không thể. To him who believes. Cho những ai tin. Hallelujah. Hallelujah.
pray for the power of the Holy Spirit. Anh cầu nguyện quyền năng lực của Chúa tu đó. Father, we thank you for the salvation of our children. Và để cầu nguyện chúng bảo vệ con của mình khỏi những cám dỗ. Cry out for them now. Hãy cầu cho những đứa trẻ bị cám dỗ giờ này. Cry out for them now. Hãy cầu cho con cái của mình giờ này. That God will pour the new wine upon our children. Để Chúa hãy tu đổ rượu mới trên con của chúng ta. Let the power of the Holy Spirit come upon them. Hãy để quyền năng của Chúa đến cho chúng ta. Hallelujah. 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 Let the fire of God come upon everybody. Ở đây lửa của Chúa đã đến từng người này. The Bible says. Kinh Thánh nói. When the people pray. Khi mà người ta cầu nguyện. On the day of Pentecost. Ở trên cái ngày lễ của Chúa. The fire of Jesus came. Lửa của Thánh Linh đến. In the same way. Cùng một cách đó. Pour your spirit upon us, O God. Ở lửa Thánh Linh của Ngài đến cho chúng con. Pour your spirit upon us, O God. Tu đổ Thánh Linh ra cho chúng con. Shahatara mahabro cholo borribiti. Touch our children. Chúa ơi, rơi chạm, đụng chạm con cái của chúng Pull con. Them out with the love of God again. Chúa ơi, kéo chúng ta trở về với tình yêu của Ngài. Pull lần our sons and daughters again. Kéo con cái chúng con về với Ngài. Let them surrender their heart to Jesus. Hãy để con cái chúng con đầu phục tâm lòng của nó cho Chúa Giêsu. Salvation belongs unto God. Nó thuộc về Chúa Giêsu. Let the power of Jesus touch them, O God. Hãy để quyền năng của Chúa Giêsu đụng chạm chúng nó. Right now. Ngay giờ này. Right now. Ngay giờ này. Right now. Ngay giờ này. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. Every power, demonic power that is hitting our children will be broken in Jesus' name. Những quyền lực của bóng tối đang ẩn nấp ở trong những đứa trẻ, những đứa con của chúng con bị bẻ gãy ngay giờ này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Chúng con cảm ơn Cha. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. Thank you for your pleasure in this place. Cảm ơn Chúa vì sự vui thích niềm vui của Ngài ở nơi chốn này. Thank you for your love in this church. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu hội thánh này. Thank you for your love over this conference. Cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho đại hội này. Thank you for your love over everybody who came from so far away. Cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho từng người đến từ những nơi rất là xa. The Lord Jesus is showing me. Chúa Giêsu còn đang bày tỏ cho tôi. Pastor John, Mục sư Phong, that this prophetic conference will spread the fire everywhere. Sẽ có đại hội tiên tri, nó sẽ lan tỏa khắp mọi nơi. And the Lord will strengthen you to reach out to Vietnam. Và Chúa Ngài sẽ là một sư thật mạnh mẽ để vươn tới và đạt được Việt Nam cho Chúa Giêsu, chinh phục Việt Nam cho Chúa Giêsu. You prayed before Jesus. Mục sư cầu nguyện trước với Chúa Giêsu. That before you die, you must finish this task. Mục sư đã từng nói cầu nguyện với Chúa rằng trước khi con chết, con phải hoàn thành sứ mạng này. And the Lord is faithful to His promise. Và Ngài đã thành tín để làm thành cái lời hứa của Ngài. He will use you to bring the fire of Pentecost to Vietnam. Chúa sẽ dùng mục sư để mang lửa ngũ tuần đến Việt Nam. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, God. Chúng con thờ phượng Ngài, Chúa ơi. Take a few moments to worship them. Chúng ta hãy dành thời gian để thờ phượng Chúa. Cry out to Jesus. Hãy kêu la cùng Chúa Giêsu. Pour into my jar new wine. Cha ơi, xin hãy tu đổ vào bình của con rượu mới của Ngài. Pour into my jar the new wine. Hãy tu đổ rượu của Ngài vào trong bình của con. The wine that comes from heaven. Rượu đến từ thiên đàng. The wine that comes from heaven. Rượu đến từ thiên đàng. Cry out to Jesus. Hãy kêu khóc cùng Chúa Giêsu giờ này. I don't want to be empty. Con không muốn là cái bình trống rỗng, Chúa ơi. Use me, God. Hãy sử dụng con. Use me, God. Sử dụng con. Use me, God. Sử dụng con. Regardless of my age. Ôi, trong thời điểm này. Regardless of my education. Chúa ban phước ở trên sự giáo dục của con, học hành Use của con. Use me, God. Sử dụng con trong giáo dục. There is a family. You are a farmer. Có một người là nông dân. You are quite poor. Khá là nghèo. You cry to Jesus, Lord, we don't have anything to give you. Người này đã khóc với Chúa, nói rằng con không có gì để dâng cho Chúa hết. But the Lord Jesus is showing me. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đang bày tỏ cho tôi. All that the Lord wants is your life. Tất cả cái Chúa muốn đó là cuộc đời của anh. Give me your life. Hãy dâng cuộc đời của con cho ta. I will fill you with my power. Ta sẽ tay dạy con bằng quyền năng của ta. Hallelujah. Hallelujah. Fill them, O God. Tay dạy người này, Chúa ơi. Let the power of the Holy Spirit come.
come upon everybody. Cha ơi, con cầu nguyện là quyền năng của Tôi lên đến từng người một ở đây. In the mighty name. Trong danh quyền năng của Ngài. There is a fire that is coming from heaven right now. Ngay giờ này có lửa từ đàng giáng xuống. Right now the fire is coming. Ngay giờ này lửa giáng xuống. Come and feel God. Ô giáng xuống đây giờ này. Come and feel God. Ô đây giờ này. Like an electric fire that is coming down. Ngay một lửa điện. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Fill everybody with your fire. Đây dậy tất cả mọi người ở đây. Sharamahabro chalamande. Tiria bahabra sandarariandalamo. Prashendarariye. Prachalagadi biha. Fill this place. Đây. Many healings are taking place. Có rất là nhiều sự chữa lành xảy ra. There are some of you, your healing needs to be in the bones. Bones are being healed. Có những người là xương được chữa lành. There is a person with ankle problems. Có người có nang đè với cái cổ chân của mình. Another person have a knee problem. Có những người thì có nang đè với đầu gối. I see Jesus is touching your body and healing you right now. Tôi thấy Chúa đang rồi chạm thân thể những người đó và chữa lành ngay giờ này. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Let the oil of God come on them. Ô, tuôn đổ dầu của Ngài nơi này. Hallelujah. Hallelujah. Someone eyesight. Có những người thì các is becoming mắt, very bad. Con mắt của người đó rất là tồi tệ. I see the Lord Jesus touching your eyes. Tôi thấy rằng Chúa là đang rờ vào con mắt người đó. And right now the healing is coming on your eyes. Và ngay giờ này sự chữa lành đến với con mắt của người đó. You are telling Jesus. Người đó đã nói với Chúa Giêsu. I don't have money for operation. Con không có tiền để mổ mắt. You are my healer. Ngài là đấng chữa lành con. I see the right hand of Jesus is touching your right eyes. Tôi thấy rằng bàn tay phải của Chúa đã rơi vào con mắt phải của người đó. Heal them right now. Chữa lành người đó ngay giờ này. Heal them right now. Chữa lành người đó ngay giờ này, Chúa ơi. Heal them right now. Chữa lành những người đó ngay giờ này, Chúa ơi. In the name of Jesus. Ở trong danh của Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Let the power of God come upon everybody. Để quyền năng của Chúa đến với từng người một. We worship you, God. Chúa con tạ phước Ngài, Chúa ơi. The Lord Jesus is going to give a new anointing upon the youths and the young people in this church. Chúa Ngài sẽ đổ một sự sức dầu tươi mới cho những người trẻ tuổi trong hội thánh này. A new fire is going to come on you. Một ngọn lửa tươi mới đến cho những người này. A new anointing is going to come on you. Một sự sức dầu tươi mới đến những người trẻ tuổi trong hội thánh này. So cry out to Jesus. Hỡi những người trẻ tuổi hãy kêu la cùng Chúa. Anoint us, O God. Hãy kêu la cùng Chúa. Anoint us, O God. Sự sức dầu con. Whichever church you come from. Cầu nguyện cho chúng ta đang ở hội thánh nào. Every pastor cry out. Tất cả mục sư ở từng các hội thánh. Hãy cầu nguyện để hội thánh của mình được Chúa thắp hiến. Fill my church with your fire. Chúa ơi, đổ đầy quyền năng của Ngài trên hội thánh của con. Holobahabra slende. He give you glory. Cơn mưa phép lạ đổ xuống. Fill with the fire of the Lord. Trời, đây là hòa lửa của Ngài. There is a church. Có một hội thánh. You have a very immediate emergency financial need. Có một cái nhu cầu tài chính ngay lúc này. The church roof needs to be repaired. Là cái mái nhà của hội thánh cần phải sửa chữa. You are praying that the Lord will provide. Đang cầu nguyện Chúa Ngài cung ứng. The Lord is going to change the water into wine. Ngài đã từng biến nước thành rượu. Hallelujah. Thì Ngài sẽ làm được đó cho bạn. The Lord will provide for you. Chúa, Ngài sẽ cung ứng cho bạn. The Lord will provide for you. Chúa, Ngài sẽ cung ứng cho hội thánh đó. The power of God is coming on the church. Quyền năng của Chúa đang đến trên hội thánh đó. Worship you, God. Cảm ơn Chúa. Worship you, God. Chúa con thờ phượng Ngài. We give you glory. Chúa con dâng lên Ngài sự vinh hiển. Speak to Jesus. Hãy tiếp tục phán với chúng con Chúa Giêsu ơi. Hãy phán với chúng con Chúa Giêsu ơi. He knows your heart. Ngài biết lòng của mỗi chúng ta. We give you glory. Chúa con dâng lên Ngài sự vinh hiển. Every jar shall be filled with wine. Hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Maybe your children are not here with us. Có thể là con của quý vị không có ở đây.
Maybe your wife or your husband is not here in this conference. Có thể là chồng hoặc vợ của mình không có ở đây. Take extra wine and bring it to the house. Mình hãy lấy thêm rượu để mang về nhà. Release and pray and bless them. Bây giờ hãy phóng thích những lời cầu nguyện và chúc phước cho họ. In the Father's house there is enough for everybody. Ở trong nhà của Chúa đủ rượu cho mọi người. Hallelujah. 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 Fill this place, oh God. Cha ơi, đổ đầy nơi này. Fill this place, oh God. Đổ đầy nơi này, Cha ơi. We want to give you glory. The Lord Jesus is standing in the midst of us. Chúa Giêsu đang ở giữa vòng chúng ta. I see the Lord Jesus looking at Vietnam. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang nhìn vào Việt Nam. From heaven. Từ thiên đàng. His eyes is reaching now. Con mắt của Ngài đang hướng về Việt Nam. His heart is burdened and I see tears from his eyes. Thấy tấm lòng của Chúa đầy sự cưu mang và con mắt của Ngài nước mắt tuôn tràn. It said how you have gone through so many persecutions. Ở Việt Nam đã trải qua quá nhiều sự bắt bớ. How you have gone through so many hardships. Là thế nào mà Việt Nam đã trải qua quá nhiều sự khốn khó. I will show you my mercy. Ta sẽ bày tỏ lòng thương xót của ta cho Việt Nam. My compassion will be upon you. Lòng thương xót của ta tuôn đổ cho Việt Nam. I am the true and the living God. Ta là Đức Chúa Trời chân thật và có một. Father, hàng sống. Cha ơi. I am the true and the living God. Ta là Đức Chúa Trời chân thần hàng sống. A new anointing is coming upon the church of Vietnam. Một sự sức dầu mới đang đến trên hội thánh ở Việt Nam. The anointing of spiritual warfare. Sự sức dầu để cho các trận chiến thuộc linh. How to pray and fight and pull down the principalities. Làm thế nào để cầu nguyện và dứt sạch hết những đồn lũy, những chủ quyền và thế lực. Do you want this new anointing? Chúng ta có muốn cái sự sức dầu tươi mới này không? Do you want this new anointing? Chúng ta có muốn sự sức dầu tươi mới này không? Ask Jesus now. Hãy cầu xin Chúa Giêsu ngay giờ này. Ask Jesus now. Hãy cầu xin Chúa Giêsu ngay giờ này. Receive the new wine. Hãy đón nhận rượu mới. Receive the new wine. Đón nhận rượu mới. Receive the new wine. Đón nhận rượu mới. Receive the new wine. Đón nhận rượu mới. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. We humble our hearts before the feet of Jesus. Chúng con hạ mình dưới bệ chân của Chúa Giêsu. All glory belongs to you. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài. You came on the first session and you opened this session. Ngài đã đến với chúng con từ cái phần nhóm đầu tiên cho đến cái phần cuối cùng này. In this last session, you are closing it. Và rồi cái phần cuối cùng Ngài là đóng kết thúc. To you belongs all glory. Mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Give the Lord a wonderful clap. Chúng ta ngợi khen Chúa trong một tay thật lớn. Hallelujah. 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 Ok, xin chúng ta lùi lại phía sau ha, để cho creditor của Chúa sẽ đứng hàng này. Rồi chúng ta lùi lại chút xíu. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ phía bên này và đi ra ngoài cửa. Đừng có xếp hàng lại. Yeah. Một Sơn giúp vô bên đây, một Sơn. Yeah.
want to make a tunnel or to one line? You make a tunnel or one line? One line. Okay. The skin loss. Xin lưu ý, chúng ta bắt đầu bên tay trái của tôi và chúng ta đi ngang qua, ông sẽ xức dầu. Và người nào được xức dầu xong, chúng ta đi thẳng xuống cầu thang luôn. Giống như là chúng ta đã bế mạc rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhận cái sự xức dầu để về phục vụ cho Hội Thánh. Đó là cái thứ tự của chúng ta. Các bạn phục vụ xin đứng một hàng phía sau. Nếu có ai ngã thì quý vị đỡ và đưa xuống. Xin phía này lùi lại sau chút xíu, bởi vì sẽ có những người, nếu người nào chúng ta nhớ xin chú ý chút xíu nha. Ok, để chú ý giúp tôi chút xíu, xin đừng ai nói chuyện, để lắng nghe. Ok, nào chúng ta sẽ, quý vị sẽ được sức giàu. Nào, vấn đề không phải là chúng tôi sức giàu, chúng tôi cầu nguyện quý vị để Chúa dùng chúng tôi để sức giàu cho quý vị. Quý vị nhiệm vụ gì là khao khát Chúa, mong Chúa đụng chạm con, những gì quý vị ước ao, cầu nguyện với Chúa. Khi đi ngang qua, chúng tôi chỉ đặt tay trên quý vị một lần thôi, và quý vị cứ đi tiếp tục về. Vấn đề là Chúa sẽ làm việc khi quý vị trở về, hay là đang lúc quý vị về. Nhưng mà đừng ai trong chúng ta cố gắng, đừng ai chúng ta cố gắng ngã để mong là được đặt tay nhiều lần. Nha. Chỉ một cái chạm của Chúa là xong, đụng vào áo chứ là xong. Cho nên chúng ta hãy đi từ từ, và sau đó chúng ta đi phía xuống dưới. Nhớ điều này nha. Và xin những người mà giúp đỡ giùm, là chúng ta ai mà có ngã thì chúng ta kéo họ qua bên, đừng để cho trật, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều người đi qua. Xin nhớ giùm. Phía sau xin lùi lại phía sau chút xíu nữa. Father, I pray in the name of Jesus. The Lord, this anointing represents you. It doesn't represent anyone else. It's a symbol of you. It doesn't represent you. We are just mere clay. It touches the name. It is your hand that will come and dwell in this moment. I pray every time we are being touched, let them know someone from heaven touched them. The power of the Holy Spirit will use us, the ordinary jars of clay. Use us. To bless this nation. Amen. Amen. Xin một người nào để giúp tôi, nếu ai mà đi chậm thì đẩy người đó đi nhanh lên nha. Xin tôi giúp một người nào. Your spirit, Lord, I cry.
Chúa Thánh Linh của con gần trời đổ tuôn, thêm nữa thắng linh cho lòng này. Xin tôn đấu con với đặc quyền của Đức Thánh Linh, lòng con đây khát khao trên ngưỡng Chúa Thánh Linh của con nguyện ngài đổ tuôn, thêm nữa thánh linh trong lòng này. Xin tôn đấu con với đặc quyền của Đức Thánh Linh, lòng con đây khát khao thêm nữa Chúa Thánh Linh của con nguyện ngài luôn thêm nữa Thánh Linh trong lòng này. Xin tôn đấu con với đặc quyền của Đức Thánh Linh, lòng con đây khát khao thêm nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
say they don't come. Lòng đầy cầu Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng. Lòng này có Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn khao khát gần Chúa. Lòng con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cho cuộc đời con. Nguyện Ngài đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gần Ngài. Con thờ phương cha và chẳng có linh hồn này. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dạy đầy lòng con. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn khao khát gần Chúa. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dạy đầy lòng con. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn khao khát gần Chúa. Lòng con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha cuộc đời con. Nguyện Ngài đổi mới tâm linh, làm cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài. Con thờ phượng cha bằng trọn cả linh hồn này. Lòng con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha cuộc đời con. Nguyện Ngài đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài. Con thờ phượng cha bằng trọn cả linh hồn này. Lòng con luôn khao khát Chúa, lòng con luôn khao khát Chúa. Nguyện dâng lên cha cuộc đời con. Nguyện Ngài đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài. Con thờ phượng cha bằng trọn cả linh hồn này. Cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban
Yeah.
dậy đầy lòng con. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn khao khát gần Chúa. Lòng con luôn khao khát Chúa. Dâng lên cha của nơi con, nguyện Ngài đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được đổi mới. Nguyện Ngài mang phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài. Con ơn phụ cha ban chọn cả linh hồn này. Con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha của đời con, nguyện Ngài đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới. Nguyện Ngài ban phước trên nhà cha, nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài. Con thờ phượng cha bằng trọn cả linh hồn này. Chương trình Sức Dầu cũng là bế mạc cái chương trình đại hội tiên tri của chúng ta. Quý vị có thể ra về trong thời gian này. Xin chân thành cảm ơn. Xin đầu tiên ngay trên này có một người đi trễ. Pour out your spirit.
Spirit, oh, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. And I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. And I worship you, Spirit out of truth. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.